tự chúng ta đi xe hai bánh, chúng ta vui lòng chạy thẳng vào nhà xe, không để cướp những quyền xe. Chào tất cả mọi người nhé. Mình là đời trai phiếu bạc này. Mình cùng đoàn từ thiện ở Đông Hưng. Đến là đây là chùa Pháp Linh Nghĩa ở thành phố Tây Ninh. Cũng là trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn theo chân mình nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.